Phân ưu. Nhận được tin nhạc phụ của anh Tùng Minh Lý là cựu nhân viên của đài truyền hình Việt TV 55.5 Dallas là ông Huỳnh Văn Tấn, pháp danh Thiện Toàn, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1960 tại An Giang, Việt Nam, đã từ trần vào lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019 tại Garland, Texas, Hoa Kỳ, hưởng dương 59 tuổi. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên của đài truyền hình Việt TV 55.5 Dallas xin chân thành chia buồn cùng anh Tùng Minh Lý và tang quyến, nguyện cầu hương linh ông Huỳnh Văn Tấn sớm siêu sanh nơi cõi vĩnh hằng. Thành kính phân ưu.